Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Seaworth Authentic. Trao trọng tín, sống trọn đam mê. Cảm ơn anh em một năm qua luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Seaworth Authentic. Trong cái dịp cuối năm này, từ hôm nay đến cuối Tết âm, bên Seaworth sẽ dành một cái chương trình tri ân rất đặc biệt, giảm giá từ 5 đến 20% sản phẩm dành cho anh em đã ủng hộ kênh, đã mua hàng bên em và luôn theo dõi kênh của em Seaworth Authentic. Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Seaworth Authentic. Và em là Long Time. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Omega. Có lẽ là trong chúng ta, những người yêu thích chơi và tìm hiểu đồng hồ thì Omega đã là một cái thương hiệu rất rất là nổi tiếng rồi. Nổi tiếng trên toàn thế giới và nó luôn là một trong những chiếc đồng hồ ao ước của bất cứ một người chơi đồng hồ nào. Hay kể cả những người không tìm hiểu quá sâu về đồng hồ thì Omega cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Và Omega thì luôn nằm trong top 3 thương hiệu có cái doanh thu bán chạy nhất trên thế giới, chỉ sau Rolex và mới đây là Cartier. Thì chúng ta có thể thấy cái độ phủ sóng và cái sự tuyệt vời của một thương hiệu Omega, một cái thương hiệu mà rất nhiều người ao ước. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em một chiếc Omega trong cái bộ sưu tập Speedmaster. Một chiếc đồng hồ rất đáng chơi, đáng sưu tầm mà nó còn đầy đủ hộp của Omega để anh em chơi. Đó, phụ kiện của đồng hồ. Phụ kiện đồng hồ thì chúng ta sẽ chỉ còn mắt thôi, mắt thừa của chiếc này. Đó, bây giờ thì em sẽ bỏ chúng qua một bên để giới thiệu với anh chị em về cái sản phẩm chính của ngày hôm nay. Chiếc Omega Speedmaster cực kỳ đẹp và nó là một cái thiết kế iconic đến từ Omega. Chúng ta sẽ có một chiếc Omega Speedmaster ChronoWatch có đường kính bề mặt là 39mm. Nếu anh em đang tìm một chiếc đồng hồ ChronoWatch có một cái size vừa phải, nhỏ nhắn để dành cho anh em tay vừa và nhỏ, thì Omega Speedmaster này là một cái gợi ý rất tuyệt vời. Một cái thiết kế phải nói là đã đi vào huyền thoại, lịch sử và có rất là nhiều người ưa thích và muốn sở hữu trải nghiệm cũng như sưu tầm về dòng Speedmaster này. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến cái chất thép của Omega. Là một chiếc đồng hồ qua sử dụng, tuy nhiên là chất thép của Omega vẫn giữ được cái vẻ bóng bẩy, sáng và cực kỳ đầm khi mà anh em cầm trên tay. Bây giờ thì em sẽ rút núm của đồng hồ ra. Đó, và chỉnh đến khoảng giờ 10 giờ 10 để anh em có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của chiếc Omega Speedmaster này. Đó. Trên kim và cọc của chúng ta thì vẫn sẽ có dạ quang Super Luminova để anh em có thể xem giờ trong bóng tối. Phía ngoài thì chúng ta sẽ là một cái vòng bezel có chứa thang tachymeter. Cái thang tachymeter này có thể giúp cho anh em tính được giờ khi mà sử dụng cái chức năng bấm giờ ChronoWatch của đồng hồ mà chút nữa thì em giới thiệu cho anh em. Bộ kim cọc của chúng ta thì được hoàn thiện bằng chế tác bằng thép không gỉ 316L, có vũ phủ dạ quang Super Luminova. Và chúng ta sẽ có 3 kim lớn, 3 kim nhỏ ở đây. Em sẽ giới thiệu lần lượt về tác dụng của những kim này. Góc 9 giờ thì anh em thấy có một cái kim nhỏ đang chuyển động rất chậm rãi và từ từ ở đây. Đây chính là kim giây của đồng hồ xem giờ. Và kim phút và kim giờ đang chỉ là 10 giờ 10. Còn lại chúng ta sẽ có 3 kim nữa, 2 kim nhỏ và 1 kim lớn ở đây. Kim lớn nổi bật với cái hình mũi tên này, mà khi mà chúng ta khởi động chức năng ChronoWatch, đó, thì cái bộ kim này nó sẽ hoạt động và nó sẽ tính giờ cho chúng ta cái khoảng thời gian mà anh em muốn đo. Một chiếc đồng hồ mà có thể đo liên tục lên đến 12 tiếng và chuẩn từng giây một thì đây có lẽ là một cái phát kiến rất là vĩ đại và thú vị về một chiếc đồng hồ cơ. Trong khi mà chúng ta đo thì cái việc mà xem giờ, cái thời gian chạy vẫn rất là nhịp nhàng. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai cái cơ chế riêng biệt nhau cho một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn như thế này. Rất là tuyệt vời và đáng trải nghiệm anh chị em nhé. Cái mặt dial của chúng ta sẽ là một cái mặt dial màu đen, nó rất là nam tính với những cái chi tiết màu trắng bên trong. Bên góc 3 giờ chúng ta sẽ có logo Omega và dòng chữ Speedmaster, tên của bộ sưu tập, đồng thời là tên máy automatic và ô lịch ngày rất là ngay ngắn và đẹp, tiện dụng ở góc 3 giờ. Đó. Các cọc số sẽ là các cọc số 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Còn những phần còn lại sẽ bị khuyết đi bởi những cái sắp dial như này này. Sau khi mà hoàn thành phép đo, đó, kim giây quay một vòng thì kim phút ở đây sẽ tính một nấc. Đó, tính 30 phút, 2 lần 30 phút thì ở đây kim giờ sẽ nhảy một lần, cho anh em một cái phép đo rất là hoàn chỉnh và hoàn hảo. Sau khi hoàn thành phép đo thì anh em bấm một lần nữa vào cái phần start này để dừng phép đo của chúng ta và bấm vào reset. Đó, để kim giây quay trở lại ban đầu. Lớp kính của cái
Chiếc đồng hồ này cũng là một lớp kính vòm, kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa cực kỳ trong trẻo và rất là cứng để bảo vệ mặt đeo của chúng ta. Em sẽ cho kim chronograph tiếp tục chạy nhé. Đó, để anh chị em có thể quan sát cái sự mượt mà trong cái chuyển động của chiếc Omega này. Bộ dây của chiếc Omega này cũng là một cái thiết kế rất là iconic, nhỏ nhắn nhưng mà trên tay rất đầm chắc, và cái phần thiết kế xung quanh này nó vừa mang cái sự khỏe khoắn của cái dòng thể thao nhưng vẫn có những đường diamond cut để anh em có thể thấy là nó có sự hoàn thiện cực kỳ tốt. Trên tay vẫn rất là sang trọng và đẳng cấp đến từ một thương hiệu lớn. Bộ khóa của Omega này sẽ là có cái phần kéo dài này để anh em có thể tay nhỏ hoặc tay to có thể điều chỉnh nhé. Đó, trên khóa có đầy đủ thông tin đến từ thương hiệu Omega. Sẽ làm bằng thép không gỉ này, thép đúc đặc không gỉ, mã seri và chuyện của Omega luôn. Đây, ở mặt đáy phía sau thì chúng ta sẽ có hình một chiếc hải, một chú hải mã, một chiếc đáy kín này thì sẽ đảm bảo chống nước cho đồng hồ hơn. Một chú hải mã quen thuộc của dòng Speedmaster và mã seri của sản phẩm ở đây. Đó, đầy đủ thông tin đến từ hãng. Bây giờ thì em sẽ ướm trên tay để anh em có thể cảm nhận về cái độ đẹp, độ tuyệt vời của chiếc Omega Speedmaster này. Đây là một cái chiếc đồng hồ mà có lẽ là ai chơi Omega cũng đã từng ao ước để sở hữu nó. Một chiếc Omega Speedmaster rất là đẹp, trên size 39mm trên cổ tay 15,5 nhem là đã có thể fit được nó rồi. Anh em trong cổ tay khoảng 17 năm đổ lại, đó, tìm một chiếc Omega giá rất dễ chịu để chơi và trải nghiệm thì không nên bỏ qua chiếc này anh chị em nhé. Sản phẩm thì cam kết hàng chính hãng 100% và sẵn sàng đi cùng em đi thẩm định ở bất cứ trung tâm uy tín nào. Bộ máy của Omega thì nổi tiếng là bền bỉ, chính xác và rất là ổn định rồi. Nên anh em không phải quan tâm quá nhiều về cái chất lượng của sản phẩm đâu. Em sẽ bảo hành 2 năm, hỗ trợ bảo hành 3 năm là lên đến 5 năm để anh em trải nghiệm. Chiếc này thì em đang giao lưu mức giá là 39 triệu. Một chiếc duy nhất và 39 triệu cho một chiếc Omega Speedmaster này. Mức giá quá đẹp và dễ chịu, đầy đủ hộp sổ bảo hành bên em. Đó, mọi thông tin chi tiết anh em muốn liên hệ để giao lưu chiếc này thì hãy liên hệ với em qua số Zalo là 0973 81672 hoặc đến trực tiếp SeaWatt số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay trực tiếp và cảm nhận sản phẩm nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Nếu có bất cứ thông tin gì hay là muốn bán những cái sản phẩm đồng hồ chính hãng giao lưu thì hãy liên hệ với em về số Zalo này nhé. Gửi ảnh, tình trạng chi tiết em sẽ báo giá cụ thể để giao lưu với anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào những video tiếp theo.